cái chuyện đầu tiên nó sau đó tất cả lên rồi. Cái này còn ai tổ chức? Vâng, vâng, vâng. Hai cặp giống như lao ngày xưa. Ba quay chụp ông cả. Ba chụp luôn được à? Dạ đây ạ. Đây là cái trân trọng báo cáo Ủy ban nhân tỉnh đã ngành đã cấp và đơn vị chứng kiến một chuyến bay Vinh Bangkok được khởi hành tại nhà ga quốc tế Vinh. Cái đường bay Vinh Bangkok là một cái đường bay hết sức quan trọng đối với tỉnh trong cái phục vụ đi lại của nhân dân về trong cái phát triển du lịch cũng như thu hút đầu tư. Để đảm bảo chuyến bay quốc tế với kinh nghiệm sẵn có của chúng tôi thì trong quy trình phục vụ hành khách phải lưu ý đến quy trình tiêu chuẩn quốc tế và đội ngũ đội hình phải đảm bảo văn minh lịch sự.